Và mẫu mã thì đẹp. Và chất lượng thì rất là cao. Và nói chung chung là ai đến vâng, chào mừng quý vị đến với kênh review đồ gỗ Tùng Táo nha. Và bây giờ là 4 giờ chiều ngày 26 tháng 9 năm 2019. Và thì tôi đang trực tiếp bàn giao cho nhà bác Bằng Lăng ở khu 11 xã Sơn Tây, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và một bộ bàn ghế phòng khách mẫu Tần Thủy Hòa và chất liệu bằng gỗ mun đuôi công Nam Phi, và cùng một chiếc kệ tivi kích thước dài 24 cùng chất liệu là mun đuôi công. Và thì trên hình ảnh quý vị nhìn đây là gian phòng khách của nhà bác Bằng Lăng ở khu 11 xã Phú Khê, huyện xã Sơn Tây đây. Và huyện là vâng, thì xin lỗi quý vị, tôi giới thiệu tiếp theo chi tiết bộ ghế này hơn nhá. Và cái đoạn dài này là có kích thước dài 2m4 quý vị nhá. Và đấy, thì cái bàn có kích thước là 7-15 và 1,5m. Rất là đẹp. Thì cái ưu điểm của cái kệ chúng tôi gọi là kệ sừng trâu này là nó có cái ưu điểm là quý vị để tivi to hoặc bé không khống chế, bởi vì nó ở giữa nó cao hơn. Đấy, như là quý vị nên mua cái kệ như này thì nó sẽ phù hợp hơn, mình muốn thay đổi tivi nó không bị mắc. Và chất liệu gỗ mun đuôi công thì vân cũng rất là đẹp, chất liệu rất là đảm bảo, không mối mọt, không vây. Đấy, quý vị nào muốn sở hữu bộ này thì như của nhà bác Bằng Lăng ở Sơn Tây này, thì đây trên màn hình quý vị đây là bà chủ nhà, chị chủ nhà đây. Xin chào. Vâng, thì bà thấy thế nào, có hài lòng với bộ sản phẩm này không bà? Nói chung là cũng rất hài lòng. Vâng. Mẫu mã thì đẹp. Và chất lượng thì rất là cao. Và nói chung là ai đến cũng khen từ mãn giờ. Và đấy, thì trước khi bác xuống đặt cơ sở chúng em là rồi, và mẫu mã thì bác xuống kiểm tra mộc rồi, bác cũng rất là ưng ý theo chất liệu gỗ này, thì mẫu mã, kích thước, rồi là hình thức là bác đã duyệt và ký duyệt nên cháu đã sơn và đã bàn giao tại nhà. Vâng, thì bác đã xem và cũng rất ưng ý với bộ sản phẩm này. Đây, quý vị nào có nhu cầu dùng bộ sản phẩm như nhà bác Bằng Lăng ở khu 11 Sơn Tình, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này, xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhá. Có số điện thoại là 0987510806 này, và cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và quý vị nào muốn tham khảo nhiều hơn thì sẽ truy cập vào website ghi đồ gỗ Tùng Tám .com thì sẽ biết nhiều thông tin và các sản phẩm mới hơn. Và cơ sở tôi luôn luôn là đổi mới mẫu mã liên tục. Và thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kênh đồ gỗ của Tùng Tám nha. Và thì cháu xin cảm ơn gia đình bác Bằng Lăng nhá. Vâng. Và có đã lòng thiện chí. Vâng. Vâng, 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 cháu cơ mạng. Cảm ơn bác. Vâng. Đây là gỗ gì đấy? Dạ. Đây là gỗ gì đấy? Đây gọi gỗ mun đuôi công của nhập khẩu Nam Phi anh ạ. Mun à? Vâng, vâng. Đấy. Thì gỗ này nó cũng đẹp và giá thành nó cũng hợp lý thôi, không có gì là mắc lắm. Và vâng, cả bộ cùng loại tất anh. Vâng. Vâng.